Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2 của tuần 32 và luyện toán lớp 3 tập 2. Và các em nhớ đây là tập 2 nha. Rồi, lúc nào cũng vậy, như thường lệ, chúng ta cần có tập hay là vở ghi nhớ, giấy nháp. Và hôm nay trong tiết này thì các em cần chuẩn bị cho thầy là 12 cái que diêm hoặc là 12 cái que tính nhỏ và ngắn thôi nha, để chúng ta làm một cái bài xếp hình. Được chưa? Và bây giờ thì sẽ không linh tinh và không liên thuyên nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chung. Đấy, bài của chúng ta này. Ta đến với bài số 1 này, yêu cầu này. Nối biểu thức với giá trị của biểu thức đó. Vậy thì ở đây họ cho mình này. Ở phía trên này có 3 biểu thức, dưới là có 2 biểu thức. Và ở giữa trong các cái vòng tròn này này, chính là kết quả của các biểu thức này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả của từng cái biểu thức này là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ nối với cái vòng tròn này. Hiểu chưa? Rồi các em có thể nhẩm được. 32 chia cho 4 thì bằng mấy? Bằng 8. 8 chia cho mấy? Chia cho 4 thì bằng mấy đây? À, 8 chia cho 2 thì bằng mấy? Bằng 4. Vậy chúng ta sẽ nối biểu thức này với số gì? Số 4 này. Đấy, được chưa? Tương tự ở đây có phép chia và phép nhân này. Thì các em lại phải làm cái gì? Lại phải làm tuần tự. Chia và nhân thì vẫn làm tuần tự nha. Lấy 15 chia cho 3 thì bằng 5. 5 nhân với 4 thì bằng bao nhiêu? 20. Các em tìm số 20. Đây. Đó, các em nối biểu thức này với 20. Được chưa? Tiếp theo này, 3 nhân với 4 thì bằng bao nhiêu? 12. 12 chia cho 2 bằng 6. Chúng ta sẽ tìm đây số 6. Chúng ta sẽ nối số 6 với kết quả của biểu gì? Biểu thức này. Được chưa? Đấy, xong 3 biểu thức ở phía trên nhé. Bây giờ đến biểu thức ở phía dưới nè. 24 chia cho 4 thì bằng mấy? Bằng 6. 6 nhân 3 bằng mười mấy? 18, đúng không? Và chúng ta sẽ tìm số 18. Đây, như vậy số 18 đây. Đó. Rồi, 54 chia cho 9 thì bằng mấy nhỉ? Bằng 6. 6 chia cho 2. À, 6 chia 2 thì bằng 3. Đây. Được chưa? À, chúng ta nối cái số 3 vào đây. Thế là xong. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã thực hiện xong bài số 1. Rất là nhanh, đúng không? Trong một nốt nhạc. Nói như một nốt nhạc chứ cũng gần 1 phút đó, đúng không? Rồi, ta sẽ sang bài số 2 nha. Bài số 2 người ta cho này. Có 40kg gạo chia đều vào 8 túi này, tức là có 40kg này chia vào trong 8 túi. Hỏi phải lấy mấy túi như thế để được là 30kg, tức là vậy thì 30kg này này sẽ trong bao nhiêu cái túi? Được chưa? Vậy thì đây là bài toán gì các em? Rút về đơn vị. Chúng ta chỉ cần tính xem là một túi có bao nhiêu kilo gì, kilogram, thì chúng ta sẽ tính được 30kg cần bao nhiêu gì túi, đúng không? Đó. Các em có thể dừng video, các em làm sau đó so sánh nhé. Chúng ta sẽ tiến hành nào. Số kilogram, số kilogram gạo, đúng không, trong gì các em? Trong một túi là đó, được chưa? 40kg trong 8 túi. Vậy thì giờ chúng ta lấy 40 chia cho 8 thì sẽ ra số kg trong một túi. 40 chia cho 8 thì bằng mấy nhỉ? À, như vậy sẽ bằng 5, đúng không? 5kg. Rồi, vậy thì một túi là 5kg. Giờ 30kg thì cần bao nhiêu túi? Thì chúng ta sẽ trả lời số gì? Số túi cần có để gì? Để chia 30kg gạo là đó, sẽ là bao nhiêu? 30kg chia cho số kg trong một túi, tức là chia cho 5,
Vậy thì 30 chia cho 5 sẽ bằng 6. Vậy thì 6 này là 6 gì? 6 túi. Đó, được chưa? Chúng ta ghi đáp gì? Đáp số. Như vậy thì cần 6 gì? 6 túi. Được chưa? Xong nhá. Ta đến bài số 3 này. Người ta nhốt 5 con thỏ vào 20 con thỏ vào 5 chuồng. À, 20 thỏ nè. Người ta nhốt vào 5 cái chuồng. Được chưa? Hỏi cần có bao nhiêu chuồng như thế để nhốt 32 con thỏ. Biết rằng là gì, số thỏ trong mỗi một cái chuồng là như nhau. Vậy bài này có khác gì bài số 2 không nhỉ? Chả khác cái gì cả. Đây cũng là một bài toán rút gì? Về đơn vị. Chúng ta chỉ cần tính một chuồng. Đúng không? Một chuồng này thì có bao nhiêu con gì? Con thỏ thôi. Đúng không? Đấy, các em cũng dừng video các em làm. Sau đó so sánh nhá. Chúng ta sẽ trả lời nè. Số con thỏ trong một gì? Trong một chuồng là, trong một chuồng là, được chưa? Sẽ là bao nhiêu? 20 chia cho mấy? Chia cho 5. Vậy thì 20 chia cho 5 thì bằng 4. Vậy thì đây là một chuồng sẽ có 4 con thỏ. Và bây giờ có 32 con thỏ thì cần bao nhiêu chuồng? Thì chúng ta sẽ trả lời số chuồng cần gì? Cần có để nhốt bao nhiêu? 20. À xin lỗi kem, 32. Nhốt là, nhốt nè, 32 con thỏ là, à, nhốt 32 nhưng mà nhốt 20 nghe kem. Ta sẽ lấy là số thỏ chúng ta có là 32 chia cho số thỏ trong một chuồng là 4. Thì 32 chia cho 4 thì bằng 8. Vậy thì 8 này là 8 gì? 8 chuồng. Như vậy chúng ta cần có là 8 gì? 8 chuồng. Được chưa? Đó, các em so sánh kết quả của thầy với kết quả của em. Nếu mà có sai thì các em kiểm tra lại xem mình có bị nhầm chỗ nào không đó. Được chưa? Đấy, ví dụ giống như thầy nhầm chỗ này. Tí thì lấy 20, đúng không? Rồi, chúng ta sang cái bài số 4 nha. Bài số 4 họ cho này. 48 lít dầu thì đựng vào trong 8 can lớn nè. 48 lít này thì trong 8 can. Nhưng mà chú ý can này là can gì? Can lớn nha. Nếu dùng loại can nhỏ thì mỗi can chỉ đựng được số dầu bằng nửa can lớn. Chúng ta biết nè, can nhỏ thì bằng gì? Nửa can lớn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái can lớn này này, nó gấp đôi cái can nhỏ, đúng không? Đấy, hay nói cái khác, cái can lớn này này gấp đôi can gì? Can nhỏ. Vậy thì người ta hỏi, vậy thì cần bao nhiêu cái can nhỏ để đựng hết bao nhiêu? 48 lít dầu này này. Hiểu không? Đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta giải như thế nào nhỉ? Đây cũng là toán rút về đơn gì? Đơn vị thôi. Chúng ta sẽ tính là một can lớn này nè thì có bao nhiêu lít dầu. Được chưa? Khi tính được một can lớn này bao nhiêu lít thì chúng ta biết là cái can lớn này này nó gấp đôi cái can nhỏ. Thì chúng ta sẽ chia làm hai tiếp để tính được số lít dầu trong một can gì? Can nhỏ. Được chưa? Đấy, hiểu chưa? Rồi, vậy chúng ta sẽ tiến hành nhé. Ta sẽ tìm nào. Số lít dầu. Số lít dầu trong gì? Trong một can lớn là. Đấy, được chưa?
48 lít chia đều trong 8 can. Sẽ lấy 48 chia cho mấy? Chia cho 8. 48 chia 8 thì bằng bằng gì? Bằng 6 lít. Như vậy thì một can lớn này nè sẽ có 6 gì? 6 lít. Đúng không? Mà can lớn này nè thì lại cái can nhỏ này bằng nửa của can lớn. Vậy thì giờ chúng ta sẽ tính số lít dầu trong một can gì? Can nhỏ. Hay nói cách khác là số lít dầu trong nửa can lớn. Đúng không? Cũng vậy thôi. Vậy thì số lít dầu trong gì? Trong một cái can nhỏ. Được chưa? Trong một can nhỏ là, đấy, sẽ là bao nhiêu? 6. Bởi vì can nhỏ bằng nửa can lớn thì sẽ là 6 chia cho 2. Vậy thì 6 chia cho 2 sẽ bằng 3 gì? 3 lít. Rồi, vậy bây giờ có một can nhỏ thì được 3 lít. Vậy giờ đựng 48 lít này cần bao nhiêu can nhỏ? Đấy, được chưa? Đến đây thì ai cũng biết giải rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ trả lời là số can nhỏ cần có để đựng hết, để đựng hết số dầu hay là 48 lít dầu cũng vậy thôi. Được chưa? Chúng ta trả lời theo câu hỏi. Số dầu là, đấy, sẽ là bao nhiêu? 48 là số dầu chúng ta có, chia cho số lít trong một can nhỏ, tức là chia cho 3. Rồi các em thực hiện phép chia. 48 chia 3. 4 chia 3 được 1. 1 x 3 là 3, 4 trừ 3 còn 1 hạ 8. 18 chia 3 được 6. 6 3 18, 18 trừ 18 bằng 0. Vậy thì cần bao nhiêu? 16. Được chưa? Vậy thì đáp số là 16 can này. Được chưa? Vậy thì đây chính là đáp số mà chúng ta cần tìm. Đấy, như vậy chúng ta cần 16 cái can nhỏ để đựng gì? Hết. Rồi, ghi chữ can nhỏ đây cho nó rõ ràng nha. Rồi, xong nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái bài số mấy đây? Bài số 5 này. Rồi, như đầu tiết thì thầy đã nói các em cần chuẩn bị là 12 cái que diêm. Hình bên được xếp bởi 12 que diêm. Hãy chuyển chỗ 3 que để được hai hình mới mà hai mình có hình vuông. Và chúng ta vẽ hình thể hiện điều đó. Rồi, vậy thì giờ để làm này thì chúng ta phải xếp lại cái hình này với 12 que diêm này. Đây, thầy đã chuẩn bị 12 cái que diêm nhé. Các em có thể sử dụng cái khác cũng được, không nhất thiết phải là que diêm, miễn làm sao là chúng ta xếp theo đúng cái hình như thế này. Được chưa? Rồi, thầy sẽ xếp lại cái hình đó. Bởi vì chúng ta không có cái hình sẵn ở đây nên là sẽ tốn cái thời gian chúng ta xếp lại cái que diêm. Và mang xếp thì mang tính chất là tượng trưng thôi nghe các em, bởi vì nhiều khi chúng ta xếp nó không được chính xác lắm. Ta chỉ biết là cứ xếp là thành 12 cái que diêm là như thế này thôi. Được chưa? Đó thì thầy sẽ xếp, thầy đặt vậy thôi nhé. 7 que này, 8 que này. Được chưa? Rồi, do giấy ở đây nó cũng không có phẳng nữa. Rồi, 9 này, 10 này. Ở đây là gì? 11 này. Chưa, đây mới là 10 thôi đúng không? Đây mới là 11 này. Rồi, ở đây là 12 que. Đấy, như vậy thì chúng ta đã xếp được cái hình như thế này rồi đúng không? Giống như bên này nhá. Tạm thời như vậy thôi, nó không được vuông lắm. Rồi bây giờ thì yêu cầu là chuyển chỗ 3 que để được cái hình mới. Như vậy thì chúng ta sẽ xếp như thế nào đây? 3 cái que để chúng ta được một cái hình mới. Chúng ta sẽ di chuyển là di chuyển 3 gì? 3 que diêm thôi. Được chưa? Vậy thì thầy sẽ di chuyển trước, sau đó chúng ta sẽ kẻ hình sau nhé.
Cách thứ nhất này, thầy sẽ lấy bất kỳ này. Ở hình này thầy sẽ lấy hai que diêm đi này. Một que này, hai que này. Được chưa? Thầy sẽ xếp sang đây. Một này. Đó. Hai này. Được chưa? Rồi bây giờ thầy sẽ lấy đi một que nữa để chúng ta thấy đây có hai hình vuông rồi đúng không? Nhưng mà đây đây nó vẫn còn thiếu nè. Thì chúng ta sẽ lấy que thứ ba đây. Đó, vậy thì đây thầy sẽ lấy là ba que diêm đủ đấy á. Và thầy đặt sang đây. Được chưa? Vậy thì đây là một hình nha. Được chưa nào? Đấy, vậy thì đây là một cách này. Có rất là nhiều cách nha các em. Đấy thì chúng ta có thể sắp xếp tùy theo ông ta. Đây thì thầy có thể vẽ một phẳng nhỏ lại ở đây. Được chưa? Đó, các em nhìn ở đây chắc là thầy không vẽ lại nữa nha. Cần vẽ lại cái hình không các em? Đây thầy vẽ bằng tay nhé cho nó nhanh nhé. Một que nè. Được chưa? Rồi. Hai que diêm nè. Ba que diêm. Rồi đây là một que nữa là bốn que nè. Được chưa nào? Đấy. Tiếp theo nè. Thầy phải đẩy cái này lên một chút mới được. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. Được chưa? Đấy. 9 nè. 10 nè. Nên đây là bao nhiêu? 11 que nè. Và 10, 12 que riêng. Được chưa? Vậy thì đây là một cách nè. Một cách nhé các em. Được chưa? Rồi, bây giờ thầy lại quay lại cái hình cũ của chúng ta. Quay lại cái hình cũ của chúng ta đây. Bây giờ cách thứ hai chúng ta có thể làm. Chúng ta có thể có rất là nhiều cách chứ không phải chỉ riêng một cách như thế này. Được chưa? Đấy, tạm thời cái hình như thế này đi. Được chưa? Bây giờ thầy lại lấy nè. Lấy hai que ở đây. Đây thầy sẽ lấy nè. Lấy hai que ở đây đi. Lấy hai que này đi. Được chưa? Rồi lấy hai que diêm này đi nhá. Được chưa? Thầy lại xếp xuống đây. Xếp nó xuống đây. Đó. Được chưa nào? Đấy, vậy thì đây là lấy hai que. Bây giờ sẽ lấy thêm một que ở đây nữa là ba gì? Ba que. Đó. Như vậy chúng ta sẽ có rất là nhiều cái cách để chúng ta xếp. Được chưa? Đấy, vậy thì chúng ta có thể vẽ lại cái hình này. Vậy thì các thầy sẽ cung cấp cho các em hai cái cách như vậy thôi. Một nè. Hai que nè. Ba nè. Bốn nè. Năm nè. Sáu que. Được chưa? Bảy que. Tám que. Được chưa? Bây giờ xuống đây. Chín nè. Mười nè. 11 nè. Phải không? 4, 4 là 8. 10. Rồi. Đây mới là 11 nè. Và 10 gì? 12 que. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã thực hiện hai cái cách. Như vậy thì ít nhất chúng ta phải có gì? 4 cái cách để chúng ta di chuyển. Được chưa? Đấy thì thầy cung cấp cho các em hai cái cách đơn giản nhất như vậy thôi. Rồi. Và các em nhớ đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình nha. Bye bye.